Lên đi cô Duy đo trước đi, không người ta đóng cửa thì đang lên đi cô Duy mà lên cái điểm được trên con điểm trên rồi nhưng quay về hướng này trước. Vâng. Cái lối lên này này trước này. Vâng. Đấy. Cái lối đấy là đằng kia mình không nhìn rõ mà chỗ đấy là đẹp nhất để nhìn cái hướng mà đi từ quay về đấy. Thì nếu ấy thì để lên kế hoạch là làm ngày kia thì sáng ngày kia. Vâng. Thì không biết là văn phòng này nó mở cửa từ mấy giờ? Từ 8 giờ. 8 giờ thì hơi giờ. Trước thành phố là 2 giờ. 8 giờ thì sợ nó hết giờ làm sao từ khoảng từ 7 giờ. 7 giờ. À không, em chỉ cần mỗi lần lên chỉ cần báo cho em đông đấy. Giờ nhưng mà văn phòng, của người ta. Ở văn phòng người ta. Quay ở tầng dưới trước rồi. Quay ở tầng dưới trước đi. Ờ thì cũng được, tầng dưới mình tầng quay tầng giờ dưới. Có điểm trước. Tầng dưới thì mình quay từ 7 giờ. Quay từ giờ, có điểm trước. Alo bà. Bà chờ tí con về đây. Nếu không ấy bà xuống dưới cho ông Minh mà ngồi tí. Hay bà sang hàng xóm. Mẹ anh lên à? Cháu và chỗ này thì được cái ưu điểm là cái lưu lượng nhập nó rất là thấp. Vâng. Thì nếu mình nghiên cứu về cái xe nó rẻ, nó cũng hay là mình so sánh cái điểm này với cái điểm khi đây xe nó đi thì xe nó rẻ. Một cái quan trọng nữa là các cái điểm khống chế. Đây ví dụ như thầy nói với bà này. Bây giờ em muốn biết tọa độ cái này ở đâu. Vâng, mà khi mà quay theo cái lật đấy đây nha, đây ví dụ khi mình quay phương hơn, khi mình quay camera là mình chỉ biết bốn cái góc bàn này thôi. Được. Thì mình sẽ còn cái phương pháp là mình chuyển đổi cái ma trận, ma trận chuyển đổi từ cái Ecuador này sang cái Ecuador này và ngược lại. Nên là nhưng mà các cái khi mà xe nó chạy đúng không, đấy thì mình chỉ theo dõi nó ở trên màn hình camera này thôi. Nên là mình phải biết cái tọa độ của cái điểm này trên thực tế nó là bao nhiêu. Thì sau khi mình có bốn điểm khống chế này và bốn điểm ở đây, cái điểm này ở góc tọa độ nó chính là cái mép của cái anh. Anh hiểu chưa? Ở đây thì mình có x1, y1 này, x2, x3, x3, y4, y4. Còn cái kia là ví dụ u1, v1, y2, v2, y3, y3, y4, y4. Thế thì nó có ma trận chuyển đổi như thế. Thì sau khi mình tính được ma trận chuyển đổi rồi thì mình sẽ bất kể cái điện thoại này nó nằm ở đâu, ở trên cái trên thế này. Vâng, thì ví dụ đây là XMIM này. Đấy thì mình sẽ nhân cái XMIM này với cái ma trận chuyển đổi thì mình sẽ có tọa độ là UMVM. Đấy, khi cái máy này dịch chuyển, cái xe này dịch chuyển sang vị trí mới, đúng không? Là XNIN thì chuyển đổi được là UMVN. Vâng, mà ở mỗi một frame là mình có thời gian, em hiểu chưa? Đấy, mỗi một frame mà mình có thời gian thì mình sẽ tính ra được vận tốc dựa trên quãng đường và cái xe nó đi được. Nên là vấn đề ở đây là cái tọa độ trên máy thì mình biết, nhưng mà bây giờ là phải tìm bốn cái điểm khống chế ở ngoài ấy à. Đấy thì nó sẽ là như nào, những cái mà ví dụ như cái vạch sơn, mũi vạch sơn này này. Đấy em hiểu không? Đấy, nó là khoảng cách nó là bao nhiêu thì mình lấy, hoặc là cái cột điện kia kìa, gióng sang. Đúng không? Mình bởi vì cái này thẳng nên là mình gióng một góc sang là mình sẽ được. Nhưng mà mình phải biết cái khoảng cách giữa hai cái cột điện kia là bao nhiêu mm. Đấy thì
có thể là mình đi xuống dưới xong mình cầm cái xe đo á, mình đo nó tương đối hai cái vị trí đấy, mình đi ngang sang đấy. Thực chất ra là mình có thể cũng cần phải đo cái cột ở phía trên đấy, mà theo anh thì mình có cái móc nào để bất cứ cái móc nào cũng được dưới được đúng không hả? Mình không cần phải lên để đo mà mình đi ở dưới thôi, em hiểu không? À. Đấy thì mình hả? Không, mình ở dưới nhưng mình phải đứng bên trên mình chiếu không xong xuống. Đấy, em đang lo là nó không hở dưới đáy ra. Không, nhưng mình phải đứng xa, mình phải đứng xa. Vị trí của cái cột điện ấy. Nhìn được đấy. Thì mùa đông đứng ở xa làm tiêu, em hiểu không? Nhưng mà mùa đông đứng gần để xác định cái vị trí là đấy, thì cái này xong rồi về để mình cóp ra, xong mình sẽ xác định cái vị trí cột điện nào sẽ cần phải ấy, thì mình sẽ làm cái đấy. Thì chỉ có mỗi cột điện kia là gió để nhìn đây, bởi vì trên máy này mình cũng phải nhìn được bốn cái điểm đấy. Thì hiểu cái cách chuyển đổi là đâu ấy chứ? Phải, tức là bọn em chỉ cần hiểu cái nguyên lý thôi. Xong rồi mai bây giờ muộn rồi không gặp được đâu, hay để sáng mai đi. Sáng mai lên gặp thầy, ông thầy sẽ ấy cho cả cái phần mềm để biết cách sử dụng. Mai có thời gian. Mai 8 giờ 9 giờ. Còn đằng này tỷ đưa cho thầy cái phiếu thầy để là xem thôi, rồi mai các bản vẽ phần 1 với bọn mày đã in ra chưa? Bản vẽ gì? Cơ bản là ổn. Nói chung điểm này cũng tạm được rồi Hương ạ. Vì zoom lên là nó cũng khá là gió, nhìn được hết các thứ ấy. Vâng. Rồi. Em thử rồi. Mà đấy, em bảo mà cái thứ này là ảnh hưởng đến xanh đèn đỏ mà. Rồi hết cái đến lúc mà đèn xanh nó lại đông. Không, vấn đề là cái lưu lượng lên nó ít. Chứ còn cái xe nó đi về trời về lúc nào nó ùn, nó mong nó ùn đến ít thế này các bạn. Thực ra nói chung là anh cũng rất thích cái dòng xe máy. Nhưng mà làm là đấy em nhìn đúng không? Nhìn cũng rất là hay. Mà cái quy luật của nó thì có nắm bắt. Nếu mà làm xe máy thì em chỉ nghiên cứu rằng là macroscopic, là nghiên cứu theo nhóm, chứ mình không nghiên cứu theo cái mà em đang làm hay theo kiểu micro, tức là mình nghiên cứu từng cái hành vi của xe hôm nay. Còn cái kia là mình phải nghiên cứu theo kiểu cái platform trong nhóm, thì nó thường là có cái khó riêng của nó. Okay.